sau việc diện hàng hiệu lại bị nhầm là đầu chợ, Ngọc Trinh bị nghi nổ vì tiết lộ giá quần. Ngọc Trinh, còn nhớ trong một lần ra phố, Ngọc Trinh lựa chọn cho mình một bộ trang phục vừa cá tính vừa gợi cảm khi kết hợp áo crop top trắng với quần jean xanh, áo khoác blazer, túi đeo chéo. Như thường lệ, bất kỳ món đồ nào được nữ hoàng nội y khoác lên mình đều được dân tình tâm tia để tìm mua. Không để fan phải mất thời gian tìm kiếm, Ngọc Trinh đã hé lộ luôn mức giá cũng như địa chỉ sắm những item mà cô diện. Qua đó, nhiều người không khỏi choáng váng khi biết chiếc quần jean người đẹp mặc có giá lên đến 140 triệu đồng. Với thiết kế khá đơn giản như bao chiếc quần jean khác, mức giá đưa ra cho chiếc quần này lên đến hơn 100 triệu, khiến ai nấy đều phải bất ngờ, thậm chí nghi ngờ Ngọc Trinh nổ. Tuy nhiên, thực tế thì mẫu quần khá nổi tiếng từng được người mẫu Irina Shayk, Kendall Jenner, Bella Hadid trưng diện. Đây là thiết kế có sự hợp tác giữa thương hiệu James Hurst và Levi's. Hương Giang xuất hiện trong đám cưới Trường Giang, hoa hậu Hương Giang khoác lên mình một set đồ đen trắng hết sức sang chảnh. Đi kèm, nàng hậu mang theo chiếc túi hình tròn dáng ngọc trai màu trắng. Được biết thì giá trị của chiếc túi ấy lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, nó lại bị nhiều người so sánh với trái lựu đạn. Chiếc túi này thực ra đến từ nhà mốt đình đám Chanel và item được lồng loạt sao quốc tế. Mai Phương Thúy xuất hiện trên một talk show, Mai Phương Thúy mang theo một mẫu túi hàng hiệu trong suốt dán dẹt. Khi được MC Ellie Trần hỏi về phần khám túi, nàng hậu nhanh tay với lấy chiếc túi đặt trên bàn đưa ra. Nào ngờ cô bị MC phán một câu phủ phàng: "Ủa đây hả? Nãy giờ tưởng hũ đựng bánh kẹo nho khô ngày Tết." Trước câu hỏi của MC, nàng hậu cũng thú thực rằng ở nhà, chiếc túi cũng bị em gái cô chê ổng eo, hũ đựng mất còn đẹp hơn. Tuy nhiên, item 300 triệu đồng này lại là món đồ mà Mai Phương Thúy vô cùng yêu thích. Kỳ Duyên, hoa hậu Kỳ Duyên vốn được biết đến như một trong những tay chơi hàng hiệu của Vbiz. Đến thời điểm hiện tại, chẳng thể nào đếm được cô đã sở hữu biết bao nhiêu món hàng hiệu, bao gồm quần áo, giày dép, túi xách từ các thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ trên thế giới. Sang chảnh là thế, tuy nhiên, cũng có đôi lần item hàng hiệu của nàng hậu lại bị nhầm là hàng chợ. Đơn cử như đôi sandal màu trắng mà cô diện trong một lần ra phố từng bị nhầm là dép cao su mua ngoài chợ. Trên thực tế, nó là thiết kế đến từ Gucci, có giá 11 triệu đồng. Do thiết kế quá đặc biệt hoặc vì chưa thực sự cao tay trong cách mismatch, nên đôi khi món thời trang đắt đỏ ấy của họ bị nhầm là hàng mua ngoài chợ. Còn bạn, bạn có cảm nhận gì về điều này? Để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé! Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.